Vâng, đây là những cặp loa lời Audio King, đây là hàng xịn của hãng Audio King và hàng mới cứng các bạn nhá. Đấy, để nhiều như lợn con như xưa. Đấy, hàng mới cứng. Các bác lưu ý hàng như thế này mà hàng bãi thì trên thị trường cũng có giá khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu. Nhưng đây là hàng mới cứng, tồn kho. Đấy, các bác thấy chưa? Em test thử là thử một chiếc một thôi và sẽ đóng trả các bác rất là nhiều những cặp loa lời Audio King. Dòng loa này dùng cho trợ lời cho tất cả các dòng loa gia đình các bác, những cặp loa bầu, loa BB, những cặp loa gia đình các bác mà đang thiếu lời giải lời các bác, thêm cặp loa xịn của Audio King này thì nó đưa ra chất âm rất là ngọt và tăng giải lời. Đấy, các bác lưu ý, em nhắc đây là hàng xịn nhưng mà lại được là hàng mới cứng, tồn kho các bác nhá. Đấy, em hay nhập được những dòng nó đặc biệt như vậy, hay đặc biệt như BMB này cũng vậy nhá các bác nhá. Em đang chuẩn bị cập bến những cặp BMB như thế này, nhưng là hàng tồn kho, hàng bát 30, đây là bát 25. Đấy, nó hàng xịn hãng và hàng này được nổi tiếng trên toàn cầu chứ không phải là hàng đặt tên hay những hàng gọi là Việt Nam mình dựng đặt tên thì nó thấp cấp. Đấy, còn đây nó là những hàng xịn. Bên em thì bán hàng với tính chất là muốn nó được chuẩn, được chất lượng. Thế cho nên là cái gì phải hợp tai và phải đưa ra chất âm hay thì em mới làm và em mới cung cấp cho các bác. Đấy, các bác lưu ý một điều như vậy. Ngọc Quang bán hàng rất là nhiều năm, cho nên các bác để ý những sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng thì em mới làm để cung cấp cho các bác, chứ không phải loại gì em cũng bán đâu nha các bác nhá. Đấy, lưu ý với các bác như vậy. Và em vừa rồi cũng sẽ có một con vang. Đấy, con vang này em không muốn nói tên của hãng gì. Đấy, muốn giấu vào đây. Đấy, toàn đề chữ Mỹ rồi. Em sẽ bán thanh lý và con vang này sẽ của khách, của bác khách mua cách đây khoảng chưa được một tháng, hơn 3 triệu đồng. Và em sẽ bán hộ bác khách giá khoảng 1,6 triệu. Đấy, giá siêu rẻ các bác nhá. Nói chung là không, em không muốn quay cái tên. Nghĩa là em nghe em cảm thấy như không vào tai. Nói chung là không muốn nói sâu. Đấy, con vang này nói chung là em đã trải qua rồi. Tại sao em không muốn bán? Vì nó không đạt tiêu chuẩn, tiêu chí khi Ngọc Quang đưa ra. Cảm ơn các bác nha. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số máy này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.